Hồ hình như vừa xảy ra một cuộc chiến rất là căng thẳng giữa một phe toàn những con khủng long các bạn. À, một phe bên này toàn những con động vật nè. Wow, chúng đều bị dính bẩn rồi, cùng xem đó là những loài khủng long và động vật gì nha. Wow, đầu tiên chúng ta thấy một con hổ tham gia cuộc chiến này các bạn. Một con hổ màu cam với những cái sọc đen trên người nữa các bạn, quá là ngầu luôn nha. Wow, một con hổ các bạn có thể bơi được dưới nước luôn nha, quá dữ luôn. Về bên khủng long coi. Wow, một con khủng long Dilophosaurus sâu rồi các bạn. Dilophosaurus này có hai cái mang xòe rất là to luôn, miệng á ra to cực kỳ kìa. Wow, đấy Dilophosaurus. Đấy con Dilophosaurus rồi, cái đầu đầy răng luôn kìa. Đầu có hai cái màu nữa nha. Wow, cầm rất là nặng tay luôn mày. Là một con khủng long Triceratops, loài khủng long cực kỳ là nổi tiếng luôn. Con Triceratops hay còn gọi là tam giác long mạn, với thân hình rất là mềm, lại những sọc đen trên người nè. Tấm khiên hình tròn và đầy gai luôn. Nhìn rất gai góc luôn. Triceratops đang nằm nghỉ ngơi chơi đùi đám cỏ các bạn. Wow, tiếp theo đây chúng ta có một con panda cũng tham gia vào cuộc chiến này nha các bạn. Panda có cái mặt mắt thâm đen thì nhìn rất là đáng yêu luôn. Wow, quá đẹp. Vô panda là nhìn rất là đáng yêu luôn nha. Rồi phía bên động vật còn có cả một con ngựa vằn rất là đẹp đúng không bạn. Con ngựa vằn có thân hình màu trắng và những cái sọc đen trên người nha. Loại ngựa vằn ơi, có một cái đuôi rất khá là dài, bờm kìa, bờm xếp lông rất đều luôn nha. Một con ngựa vằn zebra kìa, một con ngựa vằn các bạn nhìn rất là đáng yêu luôn bạn. Wow, một con khủng long Brachiosaurus các bạn. Nó tham gia vào cuộc chiến này quá là căng thẳng nên nó bị mất một cái chân luôn các bạn. Chắc là lạc với đám bùn lầy này rồi. Mình cười rất là tươi nha, hình như là vừa thắng trận xong phải. Mặc dù mất một cái chân nhưng mà vẫn rất là vui. Wow, con Brachiosaurus khổng lồ đang đi quay luôn kìa các bạn. Một loài khủng long ăn cỏ khác là một con Ankylosaurus. Những con Ankylo này sử dụng cái đuôi to khỏe, nó quật vào người đối thủ nha các bạn. Đôi mắt nó ngầu, rất đáng sợ, thân hình thì đầy gai các bạn. Ankylosaurus nhiều nhím gai khổng lồ, có đuôi to chứ kìa. Bên động vật ta có một nái sừng tấm rất là đẹp luôn, hai tấm khiên trên đầu, hai tấm lá trên đầu khá là đẹp bạn. Lớp lông dày cực kỳ luôn, màu sắc khá đẹp nha. Wow, và chúng ta có đây là một con tê giác, con rhino bạn. Có cái sừng khá là cứng cáp đây, bộ da rất dày nha. Con tê giác của ta đây quá đẹp luôn bạn. Chú rhino kìa, lớp da cực kỳ dày luôn. Wow, chúng ta có tiếp theo là một con hươu cao cổ bạn. Những con hươu này có rất là nhiều đốm trên người luôn. Wow, đấy cổ cực kỳ cao nha, là động vật ăn cỏ cùng ở với con Brachiosaurus khổng lồ vậy.
còn hư qua cổ các bạn, những bước chân rất là dài luôn kìa. Wow, và tiếp theo là chúng ta có một cái vị vua của rừng xanh, một con sư tử bạn. Con sư tử này khá là mềm nha, quá đẹp luôn. Và bờm đó kìa, đầy những cái lông và những cái lông đen này, quá đẹp luôn bạn. Bởi ôi, động khá là cứng nha. Này là con sư tử bạn, nó đuổi những vị khách du lịch kìa. Wow, ta có được một con Brachiosaurus màu đỏ các bạn. Con Brachi này thì có cái cổ cực kỳ là dài, cơ bắp đó kìa, quá ngầu luôn, quá khỏe. Wow, rất là nhiều những con Brachiosaurus đang đi trong khu rừng kìa các bạn, quá dữ luôn. Wow, và đây là một con ngựa với dáng chạy cực kỳ được ngầu luôn. Wow, con ngựa này chắc là chạy nhanh lắm này, nhìn cơ bắp cái dáng chạy của nó là biết chạy rất là nhanh rồi, quá đẹp luôn bạn. Đây là con ngựa vàng đang đứng cạnh một cái thùng ngã đổ. Mình động vật còn một con gì đây. Wow, là một chú lạc đà trên sa mạc. Những con lạc đà này thì có hai cái bướu to để dự trữ nước khi mà nó đi trên sa mạc lâu ngày nha các bạn. Nhìn khác rất là giỏi luôn ấy. Một con lạc đà các bạn. Bên khủng long còn rất là nhiều này. Đây là một con khủng long thần lằn bay khổng lồ Vetanodon đó, với sải cánh cực kỳ là dài luôn các bạn. Đấy, đó. Wow, bay rất là nhanh luôn nha. Đây, con thằng lằn bay khổng lồ này đang ăn những con cá rất là ngon luôn nha. Đấy, ăn xong bay lên luôn. Và đây là một chú khủng long Velociraptor Blue. Đấy, chú con lê Velociraptor Blue thì có những cái sọc xanh dương cái da từ mắt tới đuôi nha các bạn. Đó là loài động vật ăn thịt rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ là dữ luôn, có thể cùng nhau hạ gục được bất cứ khủng long khổng lồ là luôn nha, Velociraptor. Con Velociraptor đang bám vào một cục Brachiosaurus khổng lồ bằng thịt đó các bạn. Bên động vật chỉ còn lại một con động vật cuối cùng của chúng ta đây. Wow, và đây là một chú dê núi các bạn. Chú dê núi chúng ta thì có hai cái sừng trên đầu. Wow, lớp lông trên lưng kìa. Đây là một loài động vật ăn cỏ cực kỳ hiền luôn. Đấy, con dê núi chúng ta có hai sừng rất là dài luôn. Con khủng long màu xanh lá này là gì đây? Con khủng long màu xanh lá này là Carnotaurus các bạn. Con khủng long này còn những cái gai trên lưng rất là đẹp luôn. Wow, nhìn rất là dữ luôn nha. Carnotaurus. Chú Carnotaurus bạn, họ đang đi gần những hàng rào đi đường ra thì phải. Và đây là chú khủng long Stegosaurus. Chúng ta đây những con nhím gai, hay còn gọi là khủng long gác mái các bạn. Thế thì những cái gai của nó xếp đều như hình mái nhà vậy. Đây là con Stegosaurus khổng lồ, những cái gai lưng rất là to luôn kìa. Và vũ khí của nó chính là 4 cái gai đuôi nha, quật cả người đối thủ, quá đẹp luôn. Và cuối cùng chúng ta còn lại một chú khủng long nhỏ này là gì đây? Wow, là Amegasaurus các bạn, là khủng long ăn cỏ, những hai lớp gai lưng trên đầu các bạn. Cái nhà từ đầu tới lưng nha. Amegasaurus đầu đầy gai các bạn. Họ thật hình nặng nề, đi mấy bước là nằm nghỉ rồi.
mình đã thu hoạch được rất là nhiều những con khủng long, cái loài động vật đã rửa sạch chúng rồi nha các bạn.